Người đàn ông này là bộ trưởng có thời gian phục vụ lâu nhất ở Nga, đồng thời là một trong số ít những người bạn thân thiết của Tổng thống Vladimir Putin. Hai người đã có vô số khoảnh khắc song hành. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đảm nhiệm vị trí này từ năm 2012. Như vậy, ông là người đứng đầu ngành trong suốt 12 năm qua. Nhưng bất ngờ thay, ngay sau khi Tổng thống Putin nhiệm kỳ thứ 5 và hơn 2 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Shoigu đã bị thay thế sau khi Nga tiến hành cải tổ nội các. Điều đáng chú ý là các vị trí chủ chốt trong chính phủ Nga sẽ vẫn giữ nguyên sau cuộc cải tổ nội các. Chỉ có vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là được điều chỉnh theo đề xuất của Tổng thống Putin. Người thay thế ông càng bất ngờ hơn lại là một nhân vật dân sự, Phó Thủ tướng chuyên phụ trách kinh tế Andrei Belousov. Vậy tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy? Phải chăng ông Shoigu đang bị trừng phạt vì lỗi lầm gì đó? Ông Putin đang toan tính điều gì khi để một nhà kinh tế phụ trách quốc phòng trong lúc cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn? Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng trên chiến trường ngày nay, người chiến thắng là người cởi mở hơn với sự đổi mới. Vì vậy, ở giai đoạn này, Tổng thống đã quyết định giao một nhân vật dân sự đứng đầu Bộ Quốc phòng. Nhưng điều đó có nghĩa là gì cơ? Nào hãy cùng nhìn lại quá trình công tác của ông Sergei Shoigu. Năm 2012, ông bắt đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau nhiệm kỳ Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp. Kể từ năm 2022, ông đã lãnh đạo quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Khi còn giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Shoigu được giao nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội Nga và được cho là có quyền tiếp cận trực tiếp với Tổng thống Putin, thường xuyên cùng nhà lãnh đạo Nga đi săn và câu cá ở Siberia. Danh tiếng của ông Shoigu ở Nga ngày càng tăng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Ông được cho là nhân vật đứng sau thực hiện vụ việc. Tuy nhiên, ông Shoigu cũng đã phải hứng chịu sự chỉ trích vì những bước lùi quân sự của Nga sau chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như việc ông không thể giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng trong nội bộ quân đội Nga. Đáng chú ý nhất, ông Shoigu đã buộc phải chống đỡ một cuộc nổi dậy vũ trang vào mùa hè năm ngoái của thủ lĩnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ông Shoigu được coi là một nhân vật chủ chốt trong quyết định của Tổng thống Putin đưa quân đội Nga vào Ukraine. Nga đã kỳ vọng chiến dịch này sẽ nhanh chóng áp đảo Ukraine, quốc gia có quân đội quy mô nhỏ hơn và được trang bị ít hơn đáng kể so với Nga. Tuy nhiên, cuộc xung đột đã thúc đẩy Ukraine tăng cường phòng thủ chặt chẽ, giáng đòn mạnh mẽ vào quân đội Nga, bao gồm việc rút lui khỏi nỗ lực kiểm soát thủ đô Kiev và một cuộc phản công đẩy lực lượng Moscow khỏi khu vực Kharkov. Chưa dừng lại đó, vào tháng trước ông Shoigu lại lãnh thêm một đòn giáng nữa. Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ người bạn thân lâu năm của ông, Timu Ivanov, cựu thứ trưởng quốc phòng bị cáo buộc nhận hối lộ khoảng 1 tỷ rúp, hơn 11 triệu đô từ các nhà thầu xây dựng quân sự. Quan chức này bị cáo buộc nhận hối lộ quy mô lớn, đối mặt với án phạt 15 năm tù. Ông Ivanov đã thăng tiến trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cấp nhà nước của Nga và làm cố vấn cho Bộ trưởng Năng lượng trước khi chuyển sang trở thành phó thống đốc của Moscow dưới thời ông Sergei Shoigu một thời gian ngắn vào năm 2013. Sau này khi trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cũng bổ nhiệm ông Ivanov làm cấp phó vào năm 2016. Với mối quan hệ chặt chẽ như thế, không có gì ngạc nhiên khi cú ngã ngựa của ông Ivanov làm suy yếu vị thế của ông Shoigu. Giờ đây ông Shoigu được bổ nhiệm vào chức vụ thư ký Hội đồng An ninh Nga. Trên giấy tờ, vị trí này được coi là có cấp bậc cao hơn vai trò của ông trong Bộ Quốc phòng. Nhưng liệu đó là thăng cấp cho ông Shoigu hay thực chất là Tổng thống Putin đang cho phép đồng minh cũ của ông giữ thể diện? Hiện chưa rõ ông Shoigu sẽ còn nắm giữ bao nhiêu quyền lực đối với cuộc chiến của Nga và Ukraine. Mặc dù vị trí mới của ông tương đương với Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, nhưng các nhà phân tích cho rằng ở Nga, vai trò này có ảnh hưởng hạn chế vì không trực tiếp kiểm soát quân đội hoặc cơ quan an ninh. Trên thực tế, Hội đồng An ninh Nga bị ví như một bể chứa những nhân vật từng chủ chốt của ông Putin, những người không thể dùng nhưng cũng không thể đẩy đi. Giờ thì chúng ta hãy chuyển sang nói về người thay thế ông Shoigu. Ông Andrei Belousov từng là Bộ trưởng Kinh tế và là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở Nga trong thập kỷ qua. Ông có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin và chung tầm nhìn với ông chủ điện Kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh. Belousov cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát chương trình máy bay không người lái của Nga. Năm 2014, ông là nhà kinh tế thân cận duy nhất của ông Putin, ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào thời điểm đó. Từ năm 2020, ông giữ chức phó thủ tướng thứ nhất
với tư cách là Phó Thủ tướng, ông Belousov phụ trách việc xây dựng các định hướng chính cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Nga, phù hợp các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính. Vì sao Điện Kremlin lại muốn một nhà kinh tế, một người từng lên tiếng về sự cần thiết của việc phải gắn kết phần lớn nền kinh tế với nhu cầu của lĩnh vực quốc phòng? Câu trả lời chỉ có thể là để quản lý tài chính quốc phòng hiệu quả hơn. Minh chứng cho điều này, người phát ngôn Điện Kremlin đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tích hợp nền kinh tế tổng thể của ngành an ninh, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và nền kinh tế quốc gia. Và ông Andrei Belousov sẽ là người tốt nhất để giải quyết các vấn đề kinh tế mà quân đội Nga phải đối mặt hiện nay. Việc bổ nhiệm một nhà kinh tế vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là phù hợp vì Nga đang tiến gần đến tình huống giống Liên Xô giữa những năm 1980 khi chi tiêu cho quân đội và cơ quan hành pháp chiếm tới 7,4% tổng sản phẩm quốc nội. Khi chính phủ chi tiêu mạnh tay cho quân sự đã thúc đẩy nền kinh tế Nga nhưng cũng làm tăng nguy cơ tăng trưởng quá nóng khi lực lượng lao động bị hạn chế, khiến tiền lương và lạm phát tăng cao. Vì thế, điều quan trọng là phải đảm bảo chi tiêu phù hợp với nền kinh tế tổng thể của đất nước. Do vậy, Tổng thống Putin muốn một nhà kinh tế lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Vụ bắt giữ cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timo Ivanov thay thế vị trí của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và bổ nhiệm một nhà kỹ trị đáng tin cậy làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng có thể là tín hiệu cho thấy Điện Kremlin sẽ tiến hành một chiến dịch nhằm ngăn chặn vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng. Việc thay thế ông Shoigu diễn ra giữa lúc Ukraine đẩy mạnh tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Mới nhất là vụ 13 người được cho là đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương ở thành phố biên giới Belgorod. Trong khi đó, sau nhiều tháng bế tắc ở miền đông và miền nam Ukraine, Nga đang dồn vào mặt trận mới ở vùng Kharkov phía đông nam nước này. Vậy thì những thay đổi trong nội các Nga sẽ là tin tốt hay tin xấu cho Ukraine? Câu trả lời đáng tiếc có lẽ là trường hợp thứ hai. Bởi vì người ta cứ tập trung chuyện ông Shoigu bị thay thế khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà quên đề cập rằng ông Shoigu sẽ sớm giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quân sự. Ông cũng sẽ đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang, chịu trách nhiệm về các giao dịch vũ khí quân sự với các nước khác. Hơn nữa, sắc lệnh của ông Putin cũng loại bỏ Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang khỏi Bộ Quốc phòng, đồng nghĩa với việc ông Shoigu chỉ chịu trách nhiệm trước duy nhất Tổng thống. Với một nhà kinh tế tiếp quản Bộ Quốc phòng và vị Bộ trưởng cũ đảm nhận vai trò cố vấn và chính sách, điều đó cho thấy Nga không cần sớm dứt điểm cuộc chiến ở Ukraine. Cái ông Putin cần là một cuộc chiến hiệu quả hơn, cho dù có phải kéo dài hơn. Ông Belousov nổi tiếng là người đề xuất huy động vốn từ những doanh nghiệp có doanh thu cao nhất của đất nước, bao gồm những gã khổng lồ trong ngành khai thác mỏ và luyện kim để tăng dự trữ của chính phủ. Như thế, bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải chăng là để tìm kiếm các nguồn lực cần thiết để duy trì cuộc chiến? Ông Belousov là người nổi tiếng ủng hộ việc huy động nền kinh tế theo tinh thần mọi thứ cho tiền tuyến, mọi thứ vì chiến thắng. Ông biết rõ tình hình nền kinh tế nên sẽ khó để các đồng nghiệp, dân sự giấu ông bất cứ một điều gì. Điều này đồng nghĩa với việc chi tiêu cho quốc phòng của Nga sẽ không giảm. Điện Kremlin cũng không có ý định tìm cách thoát khỏi Ukraine mà là tăng cường khả năng chịu đựng xung đột càng lâu càng tốt. Chiến lược chiến thắng trong trường hợp này sẽ không phải là huy động lực lượng và đột phá, mà là gây áp lực chậm rãi lên Ukraine bằng sức mạnh vượt trội của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga và toàn bộ nền kinh tế. Dĩ nhiên, tất cả những điều trên là suy đoán. Cho dù thế nào đi chăng nữa, lần cải tổ này của ông Putin đã có những quyết định đầy bất ngờ, táo bạo, quan trọng và cực kỳ thú vị. Liệu tiếp theo nước Nga sẽ phát triển ra sao và cuộc chiến ở Ukraine sẽ diễn biến theo chiều hướng nào? Hãy cùng chờ xem.